Chợ Nhật Tân ngày đầu thực hiện đi chợ theo phiếu, vắng vẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các tiểu thương cũng đã được thông báo trước nên đã giảm lượng hàng nhập về. Vào chợ mang theo phiếu đã được phát, kiểm tra thân nhiệt. Mỗi hộ dân tại các phường Nhật Tân, phường Bưởi đã nhận phiếu đi chợ 4 ngày một tuần, luân phiên theo chẵn mức lẻ và một khung giờ ngày Chủ nhật. Ngoài việc phát tem phiếu, chính quyền một số phường còn yêu cầu tiểu thương ghi nhật ký bán hàng tại chợ với đầy đủ thông tin nhằm phục vụ cho công tác truy vết, cách ly khi cần thiết. Đây là một trong những biện pháp để bảo vệ chợ truyền thống, chợ dân sinh an toàn trước Covid-19.